Làm một người tiêu dùng thông minh thì mình cứ tìm những cái chỗ nào muốn khuyến mại giá tốt là mình sẽ đến đó uống, vừa ngon lại vừa tiết kiệm. Nghèo thì nói cũ đi rồi còn sĩ. Đi một. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một cái điều là không chỉ vừa tiết kiệm mà các bạn đã còn được hoàn tiền nữa. Như kiểu là mua xôi lại tặng kèm lạc ấy, là các bạn sẽ vừa được giảm giá và khi bạn sử dụng dịch vụ xong, các bạn sẽ được hoàn lại một số tiền mà rất là lớn. Đúng là cấp không? Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái giao diện của ứng dụng Shopinist này đã. Thẻ ban đầu đó là ưu đãi này và chúng ta sẽ có thẻ theo dõi, hoàn tiền và cũng như là cá nhân. Mình sẽ đi đến cái phần hoàn tiền là phần mọi người quan tâm nhất. Ở cái tab này sẽ cho các bạn hiển thị được cái số dư về tiền mà các bạn sẽ nhận được. Và ví dụ như các bạn thấy là giao dịch của mình đó là cái đơn hàng của Lazada, mình sẽ được hoàn tiền là 6.587 đồng và nó đang trong quá trình và xử lý. Nếu đã hoàn tiền xong các bạn có thể rút tiền ra được. Và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi như hoàn tiền ở đâu thì nó sẽ có hai kiểu, một là đơn hàng các bạn chưa được ghi nhận, là các đơn hàng là các bạn đang trong quá trình để thực hiện, và cũng như là đơn hàng đã được xác nhận rồi thì nó sẽ thông báo là hoàn tiền bao nhiêu luôn. Đó, và đây là những câu hỏi thường gặp khác các bạn có thể tìm hiểu trong đây. Đồng thời ở cái thẻ này sẽ cho người ta biết là các thương hiệu mà sẽ được hoàn tiền bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như Mobifone là 5%, Vinaphone sẽ là 5%, Adiroi sẽ là 4.2%. Thế nhưng vấn đề là khi mà ví dụ mình chọn là Adiroi thì khi mà mình bấm vào cái nút hoàn tiền ngay thì nó sẽ chia ra nhiều mục khác nhau. Vì Adiroi là một trang thương mại điện tử thì nó sẽ chia ra các cái mức hoàn tiền như là hàng điện tử sẽ là 1.1%, trong khi đó với lại sức khỏe sắc đẹp sẽ hoàn lên tới 4.2%. Như vậy là mỗi mục sẽ có các phần trăm hoàn tiền khác nhau và tối đa cái này hoàn tiền có lên tới là tận 30% cho các bạn. Và khi mà mọi người bấm vào cái phần một mục nào đấy, nó sẽ hiển thị là đang kích hoạt cái mã ưu đãi này. Các bạn chỉ việc sử dụng trình duyệt ở ngay trên cái phần mềm để chúng ta có thể mua sắm ở trên AD rồi hoặc bất kỳ một cái nào có hoàn tiền trong đây, để các bạn sẽ nhận được lại cái số phần hoàn tiền của mình. Chỉ cần sau khi mà cái đơn đã được xác nhận, thời gian hoàn tiền sẽ bắt đầu được tính sau khi mà các bạn trong vòng 14 ngày nhận sản phẩm từ bên đơn vị cung cấp hàng mà các bạn không hoàn trả trở lại. Đó, thì lúc đó mới nói tính thời gian cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ nói sang những cái khác là đang cái phần theo dõi các thương hiệu mà các bạn yêu thích. Cái này khá là quan trọng vì các cái thương hiệu này thì khi mà các bạn yêu thích một cái nào đấy, như mình chọn CGV, Viettel, Adidas rồi Nike các thứ ấy, thì khi mà có ưu đãi nào nó sẽ thông báo cho chúng ta biết để mọi người có thể mua. Và các cái ưu đãi này thì chúng ta có thể kiểm chứng lại một lần nữa là bấm vào phần chi tiết. Ở đây nó sẽ cho biết là thương hiệu ưu đãi là giảm bao nhiêu phần trăm, áp dụng từ ngày bao nhiêu, địa điểm là ở đâu, có hotline và cách liên hệ với nó như thế nào. Do đó các bạn sẽ xác nhận được thông tin này là đúng 100%, không sợ là các thông tin khuyến mại ảo cho các bạn, và cũng như là tránh những cái khuyến mại mà đã hết hạn. Vì ngay khi mà chương trình nào mà đã hết hạn thì nó sẽ biến mất khỏi cái phần thông báo theo dõi, nó sẽ không ghi là còn ưu đãi nào nữa cho chúng ta. Và một cái thẻ bên ngoài cùng đó chính là thẻ tổng hợp tất cả các ưu đãi. Cái thẻ này được thiết kế theo cái dạng là giống như kiểu của giao diện của Windows 10, rất là đẹp, sạch sẽ, giống như kiểu chúng ta đang lướt xem các cái poster chứ không phải xem những cái bài text một cách nhàm chán mang đậm chất quảng cáo. Và đây thì cái điểm mạnh của cái phần mềm này có thể lọc ra các cái ưu đãi các bạn, có thể là từ Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, các thứ là có đầy đủ luôn, Bến Tre. Rồi, và chúng ta có thể lọc thêm nữa như là các bạn chỉ quan tâm đến ăn uống, giải trí, làm đẹp, mua sắm, thời trang, viễn thông hay di chuyển, hay là những cái ưu đãi sắp hết hạn hoặc là ưu đãi là có độ phổ biến cao, cũng như là lọc là mức độ hoàn tiền, mã ưu đãi và siêu thị. Như vậy là chúng ta có thể tùy biến cái bảng này nó theo đúng cái sở thích của mình. Và đây là một cái điểm mạnh giúp cho cái ứng dụng này sẽ đánh được trực tiếp đến nhu cầu của mọi người. Về cái phần cá nhân thì sẽ cho mọi người hiển thị được các cái ưu đãi mà các bạn đang quan tâm đến, và nó sẽ nhắc nhở chúng ta về các ưu đãi này, và chúng ta sẽ có cái phần thương hiệu mà các bạn cũng yêu thích luôn. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là sau khi mà mình mua, ở phần thông báo nó sẽ push về chúng ta biết là đơn hàng này sẽ được hoàn tiền bao nhiêu và đã được ghi nhận. Nó sẽ giúp chúng ta là theo dõi được các đơn hàng một cách chính xác và không sợ bỏ quên các cái đơn mà chúng ta sẽ được hoàn tiền. Như vậy có thể nói rằng đối với người tiêu dùng thì việc chúng ta tham khảo các chương trình giảm giá đã quá nhiều và rất quen. Thế nhưng mà việc mua hàng mà lại được hoàn tiền trở lại thì cũng khá là mới mẻ trong cái việc chúng ta tham gia cái thương mại điện tử như thế này. Và việc này giúp cho các bạn có thể mua sắm một cách thoải mái hơn, ngon lành hơn mà được hoàn tiền cao. Đặc biệt có lẽ là thẻ Viettel, mấy cái Viettel Mobifone các thứ là các bạn sẽ được chiết khấu trực tiếp trên này luôn, hoàn tiền 3% đối với bạn nạp thẻ Viettel. Rồi, các bạn có thể biết, đừng quên like, share và truy cập vào link bên dưới để tải ứng dụng này về, có cả trên iOS, Android. Và cái việc mà khi các bạn thực hiện các cái quá trình mua hàng ưu đãi thì có thể thực hiện cả trên máy tính luôn, nhưng không nhất thiết chỉ có trên điện thoại đâu nhé.